mắt ra. Ông trời đổ lệ buồn xa đớn lòng, cho nên cảnh giới hồng trần Tây phương cực lạc cũng từ thân ta. Từ ta biến nó ra, từ ta đến gặp cha mẹ mình. Bao nhiêu thân xác điêu linh, mưa buồn nhỏ giọt tầm thanh cứu hồn. Quan Âm Nam Hải hiện về, cho con biết cội Bồ Đề là đâu. Ta thiết kinh đất trời đổ lệ, máu tuôn trào bốn bể thành mây. Bởi giáo lý đại thừa chẳng chưa, bao nỗi buồn của nắng và mưa. Cha giỏi quá nên cha nợ họ, con hiền lành họ nợ lại con. Vì như thế năm non bảy núi, con là người sớm tối thiết kinh. Con đã nguyện hy sinh thân thể, thì làm gì con để sợ ai. Con đã nguyện thân mình là pháp, từ hồn linh đến cả quyết cầu. Con sẽ chết khi không còn pháp, nếu trần gian bão táp nhiều mưa. Mà đâu tường cái pháp của con, pháp của con trên non dưới biển, nó hiện về từ Phật mười phương. Lấy đơn đau của người dương thế, lấy giọt sầu dòng lệ từ tôn. Đó, pháp của tôi lấy những sự đớn đau của các vị chư thiên chư thánh chư Bồ Tát, của mẹ Quan Thế Âm, của mẹ Địa Mẫu, tất cả của chư vị nó đau khổ chư vị, mà tôi biến hiện thành một bài pháp để cho các bạn hiểu rằng trong cõi vô vi cha trời mẹ đất và các chư vị chư thiên chư thánh chư Bồ Tát rất đau khổ cho chúng ta. Các vị đó rất là đau khổ, cho nên bao nhiêu ngày nay tôi thuyết pháp thì ông trời dần vũ và mưa giông kéo đến âm tầm hết, là quý vị biết rồi là tôi có phải là người giả tạo hay không. Tôi là người thay thế nỗi lòng của các vị trong đó, thuyết ra bài pháp cho các vị có duyên nghe và tĩnh tâm lại để chúng mình tìm về cha mẹ nghe quý vị. Lấy khổ đau linh hồn con trẻ, hết pháp rồi con sẽ chết luôn. Tôi đang nguyện như vậy đó. Bởi như thế tình thương trời đất đã cho con xây cất sơn hà. Phim là già tôi đây người thiệt, nguyện trọn đời tôi nhiệt ác linh. Bởi như thế thiên đường thương xót, biết con hiền nói gót từ bi. Bởi như thế nhân vị con ngộ, con một hộp lòng cứu độ tình thương. Pháp của tôi mùi hương đau khổ, của trời người mó đổ về đây. Mùi hương đó thoát bay thoát hiện, nó hiện về cái tiếng từ bi. Con đã nguyện ra đi mãi mãi, thì làm gì con phải sợ ma. Đời tham quá người ta chết khổ, cũng là ai họ đổ gió không. Phải là tự những kẻ cuồng ngông, rồi ma quỷ nó không vào bộ nào. Truyền ý thức bên đạo giao mắt, để con người tạo tác nó vui. Tại sao bây giờ chiến tranh đau khổ? Do ma quỷ, do cái ác của lòng người, nó có thần thông, nó truyền vào trong ý thức của chúng ta, những cái dây điện thoại nó truyền vô, nó sai khiến cái bộ não người ta mới làm chuyện ác, mới giết nhau. Cho nên chúng ta phải tĩnh tâm giữ cái bộ não mình cho cứng lại, đừng cho ma quỷ nó thông vào bộ não của mình, để chúng mình làm những chuyện ác mà chúng mình vô tình tạo tác không hay đó quý vị. Truyền ý thức bên đạo vào mắt, để con người tạo tác chúng vui. Bởi nó đã quen mùi máu lành, để con người trong cảnh si mê. Bởi khi sống Bồ Đề không học, nên con người bắt cá bắt chim. Bởi khi sống trong niềm tủi hận, nên chúng thù chúng lẫn giao gân. Khi chúng chết chúng đâm ta lại, bởi ta từng giết hại chúng sanh. Bởi như thế mùi tanh của mau, nó thấm vào manh áo tự tôn. Manh áo tự tôn là mặt đất đó quý vị. Chúng ta đang sống ở mặt đất, chúng ta ăn, chúng ta ngủ, chúng ta ị cũng từ mặt đất phải hứng chịu mọi đau thương. Cho nên làm con người, các bạn muốn đạo càng cao càng siêu quần, thì các bạn hãy mang ơn mặt đất. Mỗi ngày hãy nói tiếng con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mặt đất, con cảm ơn cha trời đã cho con ánh nắng, con cảm ơn cỏ cây đã cho con không khí và sạch sẽ tươi mát. Chúng ta hãy biết cảm ơn những người đã đem hạt cơm gạo đến chúng ta, những người đã giúp chúng ta. Hãy mỗi ngày dành tâm thiện mà cảm ơn họ đi quý vị. Đó cũng là một cách tu đó. Bao
khôn khổ linh hồn trôi nổi. Con đau lòng biết nói làm sao, bởi trái đất gươm đau bình biên, để mẹ hiền đầy biển máu tươi. Mẹ hiền chúng ta chính là mặt đất đó quý vị. Đầy biển máu tươi là chúng ta chết, chúng ta mang thai, chúng ta giết trên máu loang lổ trên mặt đất. Rồi từ cái chỗ máu đó loang lổ trên mặt đất đó, nó biến hiện ra những con vi khuẩn, vi trùng tùy theo cái tâm ác của chúng ta mà nó biến hiện ra. Cho nên tại sao mặt đất chúng ta rất nhiều vi trùng, vi khuẩn là từ cái chết đau thương không gì cũng từ máu mà ra. Vì như thế bao đời mẹ khổ, bởi mẹ là đức độ từ bi. Bởi như thế nên nàng địa tạng chỉ yêu người khổ nạn mà thôi. Nàng chỉ yêu những gì gian dối, bởi nàng nguyện sớm tối từ bi. Đời đau khổ tự thi con dài, nên con thường khổ ai từ đây. Vì như thế con xin cha mẹ Phật nhiệm màu sáng sẻ tình thương, cho chúng con thiên đường hạnh ngộ, để tuổi con có chỗ mà về. Thân đắc đạo kim thân bất diệt, ngày lẫn đêm tha thiết nguyện cầu, được sống mãi đứng đầu giới quỳ, để chúng con không còn quỳ mì, biến hiện về nhìn kỹ từ tôn. Bao ngày con thiên pháp ra, trời sầu đắc thảm bài ca nhiệm màu. Thương đau chốn mong rằng, con nguyện bỏ xác để lần chánh y. Cho nên chúng ta phải hiểu hiện bây giờ tôi rất được điện của bề trên về những cái bài pháp tôi hát cho các bạn nghe. Đó là nỗi lòng của địa tạng, nỗi lòng của mẹ Âu Cơ, nỗi lòng của cha trời mẹ đất, và nỗi lòng của các anh chiến sĩ đã hy sinh vì chúng ta, và những người vân vân rất là nhiều vị đã về sát Thảo và ca những cái bài pháp đạo mà rất là lâu rồi Thảo gìn giữ. Ngày hôm nay Thảo mới hát ra cho quý vị nghe để cầu mong duyên lành. Quý vị nào có duyên lành với chúng ta, với tôi, với các vị Phật mà tôi đã kể, thì chúng ta hãy quay về manh áo từ tôn, là quay về đất, quay về nàng địa tạng, quay về đức thầy, để chúng ta tìm kiếm những gì mà bao lâu nay chúng ta làm quên, để chúng ta có được những ngày hạnh phúc vui vẻ. Khi sống ta được làm Bồ Tát, khi chết ta được làm người con hiếu thảo, nghe quý vị.